Đây là thành quả kinh tế mà Việt Nam là một trong top 10 quốc gia đứng đầu thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê hiện nay, Việt Nam có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, trên 80% là tại các nước phát triển, với khoảng 600.000 kiều bào có trình độ đại học trở lên. Đáng chú ý khi đời sống của kiều bào ngày càng tốt hơn, trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển đất nước. Với những kết quả khả quan trên, nhiều năm qua, Việt Nam luôn là một trong top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối. Cụ thể, tính từ năm 1993 đến năm 2022, lượng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 190 tỷ USD, gần bằng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã giải ngân trong cùng kỳ. Năm 2023, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nguồn kiều hối về nước ta có thể đạt 14 tỷ USD. Năm 2022, kiều hối về Việt Nam đạt kỷ lục 19 tỷ USD.